Thầy trò vùng cao xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn. Kính thưa quý cô bác anh chị là trong ngày hôm nay thầy trò đã huy động tất cả lực lượng là toàn bộ đội thợ xây, gia đình cháu bé. Và hôm nay thầy trò cũng đã nhờ được một số những hộ gia đình, người dân ở xung quanh đây lên để tổng lực lượng là hoàn thiện ngôi nhà cho cháu bé ngôi trong ngày hôm nay ạ. Và hiện tại thời tiết là đang chuẩn bị là thay đổi và đã có dự báo là có cơn bão về, nên là hôm nay thầy trò cũng đã căng luôn cái bạt bên ngoài để gọi luôn đợi thợ sắt lên để đo hàn cửa luôn trong gói gọn ở trong ngày hôm nay ạ. Đây, thời tiết là mây kéo về rất nhiều, hiện tại lác đác cũng đã chuẩn bị là có những hạt mưa rồi. Và hôm nay thì cũng đã thầy trò cũng quán triệt cùng với đội thợ là mưa thì cũng là đội mưa để làm luôn, vì là bởi vì ngày mai kia là sẽ là có dự báo là có cơn bão về rất là to, nên là trong ngày hôm nay tổng lực để lợp luôn cái mái. Này hàn còn lóc đây đúng không? Khẩn trương trong buổi sáng ngày hôm nay em ạ. Không thì để đối phó với trời mưa không tí mà làm một phát mà cơn mưa rào xuống mà không không lợp kịp ấy là hỏng luôn đấy. Vâng, cái bó hè này các bác cố gắng làm cho em là ít nhất cũng phải 50 phân nhá. Làm càng cao càng tốt. Đợt này làm nhà cháu bé nên cứ mưa liên tục nên là cũng không đạt ngày công, nên hôm nay thầy trò tổng động lực luôn là gấp rút trong buổi sáng ngày hôm nay là bắt buộc là phải lên được cái mái để ví dụ nếu có mưa xuống thì có thể làm trong nhà. Đợt làm nhà cháu bé thì cũng có cái may cái rủi là làm nhà thì mình gặp ngay vào cái đợt mưa bão nhiều quá, nhưng mà lại có cái may là đợt này lại là được kênh gáy bản hỗ trợ ở cái đường điện là từ làng Linh lên trên cống rua, nên khi gọi các bác thợ hàn lên ấy là ở trên này là có điện luôn. Vâng, cũng báo cáo cho quý cô bác anh chị một cái tin mừng là hai cái thôn làng Linh và thôn cống rua đợt vừa rồi là từ kênh gáy bản lắp điện là được sử dụng điện miễn phí từ nhà máy thủy điện hỗ trợ, không biết là miễn phí đến bao giờ, nhưng mà tóm lại là hiện tại là bây giờ đã có điện và người dân là không phải đóng tiền điện ạ. Đấy, nguy hiểm thế không biết. Lác đác là đã thấy có hạt mưa lặng lặng hạt xuống rồi. Hy vọng là lên được cái mái thì trời là vẫn chưa đổ cơn mưa xuống. Không, nếu mà đổ cơn mưa xuống bây giờ là cũng rất là nguy hiểm. May là còn có may một đợt vừa rồi Tú nó lắp điện. Đường điện này vừa mới lắp được tầm chục ngày ấy. Kéo ấy. Xem không gian bên trong là các bác thợ đã tiến hành được biến đồ rồi. Láng láng xong bên trong chưa anh ơi? À đây, rất mịn. Hy vọng là cái mái nó lợp lên kịp không này. Láng xuống như này xong là mưa nó dỗ nó đổ xuống một cơn mưa rào nó mà dỗ hết. Dạ vâng. Vâng, thế chú ơi, cháu xin phép xuống chat để cho cháu không làm cùng với thợ thì đã không, trời đang mưa to lắm. Dạ vâng. À, dạ vâng, ở trên này đang mưa. Vâng, bây giờ phải tranh thủ làm luôn, tí là mưa to xuống nữa là không không lên nổi mái. Dạ vâng ạ. Vâng. Dạ vâng. Vâng, thế cháu chào chú ạ. Vâng, cũng kính thưa quý cô bác anh chị là cái phần mái này là trước là thầy trò cùng với thợ làm ấy, là cũng làm rất là chắc chắn khi
khi làm cái mái là thầy trò cùng với thợ cũng đã là có nghĩa là chốt luôn một cái đinh sắt ở dưới những cái chỗ đặt cái thanh đòn này ạ. Khi đưa hết thanh đòn này lên thì sẽ cho thợ hàn lên để hàn chấm luôn vào từng cái thanh xà này để cho chắc chắn ạ. Vì ở trên này gió rất là nhiều, nếu mà không chấm vào luôn thì sau này gió về mạnh cái là tốc hết mái. Vâng, cháu xin thưa với quý cô bác anh chị là trước là cũng có một số bạn là cũng có gọi điện về bảo là làm cái bầu bếp ở đây thì là hình như cái bầu bếp là hơi thấp. Thì cháu xin thưa là các bác thợ đây cũng làm lâu năm rồi đều có kinh nghiệm cả. Là cái bầu bếp thì làm không phải là làm đến mức độ này đâu ạ. Mà làm như thế là để sau khi lợp tấm lên ấy, thì là cái theo cái bờ tường của cái bầu bếp ấy, cái bờ tường dốc dốc ấy, cái dốc của độ mái là khi lợp lên thì sẽ đắp xi để che kín hết cái phần tấm lợp đấy và bắt đầu mới xây bầu cao lên ạ. Thì như thế thì khói nó không vào được. Hy vọng trong buổi sáng ngày hôm nay là các bác thợ là đưa được đòn lóc lên và lợp xong cái mái nhà trước khi trời đổ cơn mưa và sẽ láng luôn cái nền nhà và bó xong cái bờ hè. Về phần cửa chính với cửa sổ ấy, là thầy trò cũng đã gọi thợ lên cách đây 2-3 hôm rồi và thợ cũng đã lên đo đạc và đã hàn xong cửa ở dưới xưởng. Hôm nay thì thợ cầm lên là chỉ làm một hàn một số những cái chốt và chờ cho đội thợ xây là lợp xong cái mái thì và láng cái nền đợi nó khô khô tí là chắc trong buổi chiều ngày mai là sẽ lên được cửa luôn ạ. Thì công đoạn này cũng nhanh thôi. Cái hệ thống đinh chốt xà ấy thì là hàn cho chắc chắn tí nhá, không là gió là tung lên hết em ạ. Dở thế nhỉ, mưa cứ càng ngày càng nặng hạt xuống này. Các bác thợ xây và tem và thầy trò cao đợt này là đội thợ này là thầy trò cũng rất là mừng vì các bác là đều có kinh nghiệm cả. Đấy cái hôm lên tường ấy, cái hôm lên xây tường này là các bác thợ là chấm là đặt luôn cho là những cái đinh sắt là vít luôn vào trong bờ tường. Là hôm nay thợ chỉ việc cầm đồ lên là cứ thế là đặt đúng khuôn là hàn luôn thôi.
Hôm nay là thầy trò cũng nhờ được một số bà con ở gần khu vực nhà bà cháu là hôm nay lên là tổng lực hỗ trợ luôn để cho hoàn thiện luôn ngôi nhà của cháu bé trong ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý thầy cô, quý cô anh chị cùng toàn thể các bạn. Và sau đây là hàng tấm lợp cuối cùng đã được lợp lên hoàn thiện ngôi nhà cháu bé ạ. Rất nhanh. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị là thầy trò cũng rút kinh nghiệm từ những cái tập mà làm nhà cho nhà em Mẩy, vì cái thời gian ấy thầy trò là chưa có kinh nghiệm để làm nhà, nhưng sau cái lần thứ hai này thầy trò cũng đã đúc rút và học hỏi được rất nhiều. Và cái bộ cửa này là thầy trò cũng đã đặt ở bên thợ và thầy trò có xem mẫu bộ cửa này đưa lên thì thầy trò cũng rất là ưng ý, tuyệt vời. Hả? Chưa biết đâu, hỏi tí phải hỏi thợ. Thế là trong ngày hôm nay là cũng may mắn là trời là chuẩn bị muốn mưa nên là bà con là cũng không đi làm được nên ở nhà nên là thầy trò cũng đã nhờ huy động luôn là bà con rất là nhiệt tình xuống để giúp đỡ cho hai bà cháu ạ. Thì cho cháu xin kính thưa với quý cô bác anh chị là rút kinh nghiệm từ lần trước là cái cửa sổ ấy, là đợt này là thầy trò cũng có làm luôn là cái song chắn ở bên trong nhá, một lớp song chắn xong bắt đầu với đến cửa. Vâng, thầy cho cháu thưa với này quý cô bác anh chị là đây là cái độ cao của thềm nhà đó ạ. Độ cao này theo như thầy trò cháu tính toán là vừa rồi ạ. Nếu mà làm cao quá thì nó cũng xấu. Vâng, thầy cháu cũng xin thưa với quý thầy cô, quý cô bác anh chị là hiện tại thì ngôi nhà cũng đã được khoảng tầm 90% rồi ạ. Và cho đội thợ nghỉ ngơi và trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ cố gắng là láng lốt cái nền bên trong ạ, là có nghĩa xoa lại để cho bóng nền lên và cho thợ làm lốt cái cửa đằng sau và cái song chắn ở cửa hai bên ạ. Món này đặt tên nó là món gì đây? Mí đấy. Cá nướng không? Cá nướng ở cá Mí. sấy nướng. Cá đồi. Cá đồi. Ông qua cá mất là ông qua mất là một xiên cá là ấy. Vạ lé nhăng lé không luôn. Lại mất à? Vạ không lé lé gọi nhăng qua. Xem cái đĩa đấy. Nó trong tuổi nó na. Cái này mới xong rồi, máu thằng này rút rồi má. Cho đua mới từ tí. Bữa cơm cuối cùng là các bác thợ ở trên bếp là đấy vẫn còn thừa tí là đặc sản. Vào đi em ơi. Vào đi. Vừa đâu. Vào đi, vào đi, vào đi. Vào đi. Vào đi. Vâng, thầy trò cũng kính thưa quý cô anh chị là ngày hôm nay cũng là bữa cơm tổng kết của các bác thợ trong thời gian qua cũng là rất là vất vả vì đã hỗ trợ cho hai bà cháu là đến hôm nay là cái bữa cơm cuối cùng
là có tập trung là đông đủ hết tất cả bác thợ cùng gia đình hai bà cháu. Cũng không biết nói gì hơn. Vâng. Thầy trò xin phép được. Vâng. Chúc tất cả bác thợ nhá. Bà ngồi vào đi bà. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, thầy trò xin phép được dừng studio tại đây ạ. Một lần nữa xin được chúc tới quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên người thân gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.